Giá bán cao hơn Ford Explorer 340 triệu đồng, Toyota Land Cruiser Prado 2020 có gì? Giá bán cao hơn 340 triệu đồng so với đối thủ cạnh tranh Ford Explorer, nhưng Toyota Land Cruiser Prado 2020 vẫn được nhiều khách hàng chọn mua. Theo báo giá của nhà phân phối Toyota Việt Nam, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Land Cruiser Prado 2020 có giá 2,34 tỷ đồng, trên thị trường Đối thủ cạnh tranh của Land Cruiser Prado 2020 là Ford Explorer có giá bán 1,999 tỷ đồng. Xét về giá bán, Toyota Land Cruiser Prado 2020 hiện cao hơn Ford Explorer tới 340 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu SUV của hãng xe Nhật Bản vẫn được nhiều người chọn mua do giá trị thương hiệu. So với thế hệ cũ, Toyota Land Cruiser Prado 2020 không có nhiều thay đổi lớn ở ngoại thất mà chỉ tập trung vào việc bổ sung thêm các tính năng ở bên trong. Land Cruiser Prado 2020 vẫn duy trì các thông số kích thước kỹ thuật như bản cũ, cụ thể, chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4840 x 1885 x 1845 mm. Chiều dài cơ sở của xe là 2790 mm và khoảng sáng gầm 215 mm. Ở bên trong, Toyota Land Cruiser Prado 2020 được bố trí dạng 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, các hàng ghế bọc da cao cấp, ghế lái có thể chỉnh điện 10 hướng, và ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Khu vực bảng điều khiển gồm vô lăng dạng 4 chấu bọc da tích hợp các phím. Chức năng 1. Màn hình giải trí cảm ứng 8X Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập với cửa gió cho hàng ghế sau. Và hộp đựng đồ làm mát để đựng nước hoặc thức ăn. Hệ thống giải trí là dàn âm thanh 9 loa cùng đầu DVD. Cổng kết nối USB, AUX, Bluetooth và cổng sạc pin điện thoại thông minh. Trái tim của Toyota Land Cruiser Prado 2020 là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng. 2 tia FE2, 7L có công suất 164 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 Nm đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Toyota Land Cruiser Prado 2020 có các trang bị an toàn tiêu chuẩn như Túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống ổn định thân xe, camera lùi, và cảm biến hỗ trợ đỗ xe nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại